Giới chức Philippines hôm qua đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe của người dân do tro bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa Mayon đang hoạt động trở lại. Bộ trưởng Y tế Philippines cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến các bệnh đường hô hấp nếu hít phải khí sulfur dioxide hoặc các hạt tro bụi khi ở trong khu vực gần núi lửa. Theo các nhà nghiên cứu địa chấn Philippines, đến ngày 10 tháng 6, lượng khí sulfur dioxide từ núi lửa Mayon đã tăng gấp 3 lần. Philippines đã tiến hành sơ tán hơn 12.800 cư dân sống xung quanh Mayon. Dự báo lượng lớn magma ở miệng núi lửa và có thể phun trào nguy hiểm trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới.